Chào mừng các bạn đã đến với Sun TV, kênh dạy vẽ siêu đơn giản trên YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vẽ về một cô bé và một cậu bé nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ một hình tròn và sau đó chúng ta sẽ vẽ hai đường sổ xuống và hơi xòe ra để tạo hình chiếc váy của em bé nhé. Và rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hai nửa vòng tròn ở hai bên để chúng ta tạo thành cánh tay áo. Các bạn đã hình dung ra chưa nhỉ? Rất là đơn giản đúng không? Cách vẽ như thế này sẽ giúp chúng ta dễ dàng vẽ hơn. Khi chúng ta vẽ được bộ khung rồi thì chúng ta chỉ cần bổ sung thêm những nét phụ và là chúng ta sẽ có được hình dáng của một cô bé thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ tóc cho cô gái nào. Rồi vẽ tai, hai chiếc tai hai bên và chúng ta sẽ vẽ hai cái bím tóc. Mọi người có thể vẽ tóc dài hoặc tóc ngắn nhé. Mình thấy vẽ kiểu này trông rất là dễ thương đấy. Chúng ta hãy vẽ một đường sổ xuống như thế này và hơi hất ra ngoài một chút để tạo thành cánh tay. Bên này cũng tương tự nhé. Và tiếp theo mình sẽ vẽ chân của cô bé. Chúng ta sẽ vẽ có hình vòng ở phía dưới và vẽ một chiếc nơ sinh để làm một chiếc giày búp bê. Một chân bên này mình sẽ vẽ hơi nghiêng một chút, giống như là bạn ấy đang khẽ giơ chân lên một chút nhé, để cho bức tranh thêm sinh động hơn. Chúng ta sẽ vẽ lông mày hai bên và vẽ mắt cho cô bé. Vẽ mắt thì có rất là nhiều cách vẽ tùy các bạn có thể nhé. Rồi chúng ta tiến hành vẽ mũi, vẽ miệng cho cô bé, vậy là xong rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ sang bạn nam nhé. Bạn nam chúng ta cũng vẽ một hình tròn như vậy để chúng ta làm gương mặt. Sau đó chúng ta sẽ viết một chữ hờ in hoa. Một chữ hờ in hoa thật là to ở phía dưới, cân đối với hình tròn ở phía trên. Rồi chúng ta sẽ vẽ một cái vòng ở phía dưới như thế này của gương mặt để tạo thành chiếc cổ, và chúng ta ngoằng sang hai bên đầu của chữ hờ là chúng ta đã tạo thành bờ vai và cánh tay áo rồi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ xuống phía dưới để tạo thành chiếc ống quần nào. Các bạn có thể vẽ bạn trai mặc quần cộc hoặc quần dài nhé. Nếu mà các bạn vẽ quần dài thì các bạn kéo dài thân chữ H xuống một chút nữa là được. Rồi chúng ta vẽ chân cho bạn ấy. Bạn ấy sẽ đeo một chiếc giày bệt. Bạn ấy là nam nên chúng ta sẽ không vẽ chiếc nơ ở giày nữa nhé. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ cánh tay cho bạn ấy. Cánh tay bạn có thể vẽ dạng gập lên như thế này là bạn ấy đang giơ tay lên. Và bên này thì chúng ta có thể vẽ tay thả xuống. Mình sẽ vẽ hai bạn nhỏ này cầm một quả bóng bay nhá. Mỗi bạn sẽ cầm một quả ở hai bên để cho bức tranh thêm phần sinh động. Mình sẽ vẽ tóc cho bạn nam nữa nè, rồi vẽ tai. Sau đó vẽ mắt, mũi, miệng cho bạn ấy. Chúng ta cũng vẽ tương tự giống như bạn nữ vậy. Sau khi vẽ mắt chúng ta sẽ vẽ một đường gạch xuống và khẽ hất ngang nhỏ xíu thôi để tạo thành hình chiếc mũi là được. Nó giống như chữ L in hoa viết nhỏ vậy. Và một chiếc miệng cười xinh. Sau khi vẽ xong rồi thì chúng mình sẽ tiến hành tô màu nào. Đây chính là công đoạn mà bạn nào cũng thích đúng không? Mà chúng ta có thể tô màu sắc thật là lung linh để cho bức tranh nhiều màu sắc hơn nhé. Các bạn có thấy cách vẽ này đơn giản không nào? Chỉ với hình tròn và một chữ hờ in hoa là chúng ta đã tạo hình được một cậu bé. Và chỉ với hình tròn và một hình tam giác xuống phía dưới là chúng ta đã tạo thành một cậu bé rồi. Các bạn muốn mình hướng dẫn vẽ gì theo cách đơn giản nhất thì các bạn hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ làm video tiếp tục để hướng dẫn các bạn nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!